Rồi, ok. Thì hôm nay tôi sẽ thông báo cái thể lệ giveaway và cũng thông báo chung một cái sự kiện cho mấy anh em luôn. Thì tuần sau sẽ là cái tuần gọi là cái tuần kéo dài tới giữa sự kiện sinh nhật của Game One bên Man Tronget. Với lại là tôi sẽ kéo dài tới ngày 5 tháng 9 là sinh nhật của tôi luôn. Thì tôi sẽ kéo dài sự kiện ở cuối cuối giveaway hàng tuần là thứ bảy chủ nhật. Thường là chủ nhật là chính thì tôi sẽ có giveaway là ví dụ như tặng kẹt hoặc là tặng quà hay là giveaway ạt, nếu có người nào mà cho ạt thì tôi sẽ giveaway ạt. Thì đầu tiên là hôm nay là có một cái ạt bên CVC. Đấy thì chút nữa khi ạt nó như thế nào thì tôi sẽ mở thông tin cho mấy em coi. Thì thể lệ thì giveaway như thế nào thì để như đợt trước là tôi nói là tôi sẽ lập một cái tên là clan liên server, là ví dụ như là tử hy chữ hy ha chữ hy hy h xong rồi xếp gạch rồi cái tên của mấy anh em để làm thành một cái clan liên server. Nhưng mà khi mà tôi nghĩ lại thì làm cái đó nó không ý nghĩa gì hết. Thì bây giờ là mình chơi game ở server Việt Nam cũng đã hơn 2 năm rồi, thì khi mà ra sự kiện sinh nhật này thì tôi nảy ra một ý tưởng là cái thời điểm tháng 8 khi mà game ra mắt ở server Việt Nam là một trong những cái thời điểm mà ở Sài Gòn hoặc là cả Việt Nam mình đang trong cái tình trạng mà khó khăn nhất. Tại sao khó khăn nhất? Là trong giai đoạn dịch, là một trong những giai đoạn tháng 8 là khủng khiếp nhất luôn, tôi nói là cực, giai đoạn khủng hoảng nhất của đất nước Việt Nam mình là trong giai đoạn dịch Covid năm 2021. Bản thân tôi là chơi cũng game này là nhờ tôi ngồi tôi bị stress nhiều quá trong thời gian tôi đi chống dịch và tôi đi hỗ trợ dịch cho cư dân á, tiêm vaccine cho cư dân á, thì tôi chơi game này cũng nhờ một phần con game này nó giúp tôi giải stress và nó gọi là giải trí, giải stress, vừa giải trí vừa giải stress trong cái thời gian mà tôi chống dịch luôn. Cho nên là tôi lấy cái tháng 8 này là cái thời điểm cục mốc để tôi tổ chức sự kiện nhiều. Thì sự kiện nó cũng không phải là to lớn gì hết, nó chỉ là giveaway 20.000, 50.000 hay là 100.000 thôi, nó không bao nhiêu. Thì tiền đó cũng là tiền mấy anh em donate hoặc là tiền mấy anh em là ủng hộ trên qua YouTube, thì tôi được bật kiếm tiền trong vòng là 3 tháng. Thì tôi mới bật lại là tháng 6, tháng 7, thì trong 2 tháng này được bao nhiêu doanh thu thì tôi làm giveaway hết cho mấy anh em. Thì nó sẽ có tổng cộng là những phần quà nhỏ vào thứ bảy chủ nhật, và phần quà lớn nhất thì nó chỉ giá khoảng cỡ tầm năm từ từ 500 đến 700, thì nó sẽ là cái áo, sẽ có poster, một cái poster dán, một cái móc khóa hoặc là một cái thứ gì đó, nói chung là của Game One bên men, hoặc là tôi có thể mua cái logo hoặc là cái tượng hay là của One bên men gì đó bỏ trong cái phần quà là cho mấy anh em, và tôi sẽ đi gửi cho mấy anh em ở quê. Mấy anh em ở đâu cũng được thì tôi sẽ gửi, còn mà đối với mấy anh em ở thành phố Hồ Chí Minh khi trúng những cái giải mini thì tôi sẽ gửi quà, còn mấy anh em nào ở xa thì tôi sẽ gửi kẹt. Đó là cái thông cái đó là những cái phần quà và cái thể lệ giveaway. Rồi tiếp tục là cái thể lệ giveaway và cái thông tin để giveaway thì như thế nào. Thì đầu tiên tôi thông báo luôn và tôi sẽ cắt cái trích đoạn này ra, để mà tham gia giveaway thì bắt buộc mấy anh em phải đổi tên. Đổi tên không phải là đổi cái tên, mấy anh em mới gọi là đổi cái tên, ở đây là đổi theo cái kiểu là vừa ngày lễ 2 tháng 9 vừa kỷ niệm One Man Man 2 tuổi, thì tôi nảy ra một ý tưởng là mấy anh em sẽ đặt là trước cái từ của mấy anh em có thể dùng cái từ khóa hoặc là dùng cái từ ký tự gì đó, ví dụ như là trước là từ Việt Nam, là ký tự Việt Nam luôn luôn là phải từ đứng đầu đúng không? Việt Nam nè, One Burn Man rồi 2T, cái từ 2T ở đây là 2 tuổi là bao nhiêu đó, thì mấy anh em ghi làm sao để cho vừa, tôi đang kiếm cách là tôi hiểu là ở trong đây nó chỉ bị ghi giới hạn ký tự, thì tôi đang nghĩ là cái cụm từ nó sẽ là gì, One Burn Man hay là thứ gì đó để ghi là VN2T hoặc là Việt Nam 2 tuổi thì ký hiệu cho cái tự quanh bên men, chứ bây giờ trên đây nó bị giới hạn ký tự so với tên mấy anh em, thì tôi nghĩ là Việt Nam 2T. Đấy thì cái này là tôi sẽ thống nhất sau. Cái này là tôi sẽ thống nhất sau nha. Thì cái ký tự làm cái gì để cho mấy anh em mới gọi là phủ hết toàn bộ cái tên này. Một là quanh bên men 2T hoặc là VN2T để phủ hết toàn bộ cái tên này cho toàn cả server, hoặc là mấy anh em chơi server C, server Trung, server Nhật hay hết, là để kỷ niệm một cái tựa game quanh bên men này, mình biết đến cái tựa game quanh bên men này này là nhờ chơi One Man trong ghét ở server Việt Nam. Tuy mình không chơi server Việt Nam, mình chơi server C, nhưng mình biết đến cái tựa game này do đâu và mình có cộng đồng mình giao lưu là nhờ ai. Đấy thì mình đặt một cái tên này và ngồi ra kỷ niệm ngày lễ 2 tháng 9. Thì tôi đang ngồi suy nghĩ cái tên này, cái cú pháp thì tôi sẽ gửi cho mấy anh em sau, nhưng mà cái tên này tôi đang suy nghĩ, tại vì có một số anh em tên dài, tại vì có một số anh em tên dài nhưng mà trong đây nó bị hạn chế ký tự, thì tôi không biết là để Việt Nam 2T hay là One Man sao, tại vì nó sẽ bị kẹt cái tên. Thì cái tôi sẽ suy nghĩ về việc này sau, tại hiện giờ thì cái mà tối ưu nhất là Việt Nam 2T, là Việt Nam 2 tuổi trong tựa game One Man đấy, hoặc là One Man 2T. Thì cái này là tùy, tôi sẽ để phiếu cho mấy anh em vote là một là Việt Nam 2T hay là One Man 2T đấy.
Nên là khi mà vote chốt cái vote xong rồi, tôi sẽ thông báo thêm một lần nữa là về cái cú pháp mấy anh em tin nhắn. Đây, để cho mấy anh em lưu trong cái phần tin nhắn là Việt Nam 2T là Việt Nam 2 tuổi và cái tên của mấy anh em, để khi mà đi ra là mấy anh em đi chơi sự kiện hay thứ gì đó thì phủ cái tên này luôn. Đấy. Thì bây giờ không, chỉ cái này là không cần nước ngoài nó biết là cái gì. Quan trọng là mấy anh em hiểu không, là quan trọng mấy anh em trong server. Mấy anh em hiểu được là mình là chơi game ở cộng đồng server Việt Nam. Chủ yếu mấy anh em hiểu không? Chủ yếu là cho mấy anh em cộng đồng server Việt Nam để tham gia một cái sự kiện để mấy anh em tham gia. Đấy, để có một cái tên ví dụ như kỷ niệm ngày lễ 2/9 này, hoặc là kỷ niệm game 2 tuổi này, những sự kiện này là nhà phát hành người ta không làm thì bản thân tôi là tôi làm. Để khi mà mấy anh em tham gia sự kiện có một cái gì đó để cho mấy anh em tham gia. Hoặc là sinh nhật 2 tuổi đó, ví dụ như các bạn 20 năm gen là sinh nhật 2 tuổi. Đó, sinh nhật 2T đi, sinh nhật 2T là 2 tuổi cũng được. Đây, sinh nhật 2 tuổi. Đúng không? Sinh nhật 2 tuổi. Đó, SN2T. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái cụm tên nào đó và tôi sẽ cho mấy anh em vote. Sau khi mà vote cái đó xong thì tôi sẽ post lên, là khi mà mấy anh em copy cái tên đó, mấy anh em sẽ chụp với cái hình bức tên trong cái cú pháp, là ví dụ như tham gia như giveaway. Rồi GA mã số là vẫn như đợt trước là 3 chữ số. Vẫn như đợt trước là 3 chữ số nha. Thì tôi sẽ cho mấy anh em điền form trên Google, không cần phải nhắn tin riêng cho tôi, hoặc là điền ở trên Discord thì tôi chỉ ghim link ở trên Google và ghim link ở trong phần mét mỗi khi mà tôi like lên. Và khi mà cái sự kiện đó, sự kiện lớn, thì tôi sẽ tổng kết trong phần cuối tuần. Cuối tuần của ngày 5/9 cùng sự kiện mini giveaway ạc thì tôi sẽ tổng kết trong vòng chủ nhật tuần sau, là cái ạc bên Messi và C. Đây thì cứ cú pháp là mấy anh em chụp tên. Khi mà tôi gửi ạc thì mấy anh em gửi cùng cái tên đấy, mấy em gửi giveaway đúng không, là đã đổi tên như cái server này xong rồi, mấy anh em giveaway ship gạch ba chữ số, mấy anh em tự chọn từ 00, từ 0 cho tới 999. Đấy. Thì và cái tên của mấy anh em, số điện thoại, và khi mà mấy anh em trúng giải thì tôi sẽ liên hệ, tôi gọi điện và mấy anh em vào Discord, mấy anh em nói một số lời với mấy anh em. Đấy, chỉ đơn giản là chào mấy anh em một câu thôi. Đấy, thì cái này thì tôi sẽ cho mấy anh em vote hoặc mấy anh em lên ý tưởng để ít nhất mình có một cái tên hoặc là một cái hành động gì đó để mình kỷ niệm là hai game ra mắt. Đầu tiên là cái này là server không có nha, server 2 năm nay chưa có, thì mình cộng đồng Wonderman server Việt Nam mình và cái cộng đồng nhỏ của tôi ở trong Discord thì chúng ta sẽ xây dựng một cái sự kiện gì đó để mình bùng nổ trong cái ngày sinh nhật. Nó không có gì lớn lao á, chỉ có khoảng cỡ tầm mấy trăm người tham gia thôi. Nhưng mà ít ra mình có một cái hoạt động cộng đồng. Cái này tôi muốn cho mấy anh em là hoạt động cộng đồng, tại vì cái game này mấy anh em chơi cũng gần 2 năm rồi. Mấy anh em chưa có một cái hoạt động cộng đồng nào hết, thì bây giờ bản thân tôi là người đứng ra, tôi tạo cái hoạt động cộng đồng cho mấy anh em để mấy anh em tham gia vừa kỷ niệm game ra mắt và vừa kỷ niệm ngày lễ. Thì để cho mấy anh em có một cái sân chơi, mấy anh em giao lưu, và những người may mắn thì sẽ trúng, và có rất nhiều phần quà để cho mấy anh em giúp quay cho từ sự kiện từ tuần sau cho tới ngày 5/9. Đấy. Ok, là tôi sẽ chốt nha. Cái nhất quyết là phải có tên. Khi mà tôi vô ạc, tôi kiểm tra mà mấy anh em không có tên là coi như mấy anh em bị loại ra khỏi giveaway. Mấy anh em đã chấp nhận mấy anh em tham gia giveaway rồi thì phải tuân thủ cái luật chơi, cái sân chơi và của tôi đặt ra, là cái khi mà tôi đặt ra là nó mang tính chất gọi là phát triển cộng đồng là chính và xây dựng cái sân chơi. Một là Việt Nam One Bin Man. Hai là sinh nhật 2 tuổi gọn gàng nhất, hoặc là Việt Nam 2T. Một là One, ký tự là One Bin Man Việt Nam, là One Bin Man, One Bin Man là cộng đồng One Bin Man Việt Nam, không để từ trong ghét được, nó dài quá. One Bin Man VN, cái tên hoặc là cái tên One Bin Man. Làm sao miễn có cái từ là One Bin Man, có cái từ VN trong đó thì tôi sẽ để cho mấy anh em lên. Sai luật là không được. Khi mà mấy anh em trúng giải nha, tôi nhấn mạnh nha, khi mà mấy anh em trúng giải tôi phải lóc vô ạc, mấy anh em gửi ạc, tôi sẽ kiểm tra mấy anh em công bố lên là cái người này chơi server nào, ạc có đổi tên hay chưa, và trúng theo mã số trên random.org. Ok, và mấy anh em sẽ được nhận phần quà. Thì phần quà nó sẽ có như tôi nói là kẹt nè, ạc game nè, kẹt dinh thì có trị giá là 20 nè, 20 nè, 50, 100. Rồi còn về cái phần quà lớn á, là cái ngày cuối cùng là của ngày 5/9 thì tôi sẽ cho mấy anh em điền form ở trên Google. Và thể lệ gần như là giống như nhau, là tôi thông báo trong ngày hôm nay. Vẫn cú pháp là chụp cái tên. Cái tên mấy anh em đổi theo ở server mình là tổ chức sự kiện. Giveaway, ship gạch, hoặc là gạch ngang, giveaway, gạch ngang. Mã số từ 00 cho tới 99 và số điện thoại của mấy anh em và server. Ok, đó là tôi thống nhất. Và còn riêng cái cú pháp này là cái tên này là nó ảnh hưởng rất là nhiều. Riêng cái mà cái bốn cái ký tự đặc biệt ở lúc đầu tên thì cái này nó ảnh hưởng, đầu tiên là nó ảnh hưởng tới cộng đồng.
Thứ nhất là nó ảnh hưởng tới cộng đồng, và nó ảnh hưởng tới người chơi, và nó ảnh hưởng tới game và server phát triển game. Cho nên cái ký tự này là bắt buộc phải là một cái ký tự tử tế. Một là có chữ Việt Nam, là One Bên Men Việt Nam, mấy anh em hạn chế cái tên lại, mấy anh em rút ngắn cái tên lại là One Bên Men, One Bên Men, One Bên Men VN. Hoặc là sau đó để cho có cái từ ý nghĩa của cộng đồng Việt Nam mình, khi mà đi đâu mấy anh em nhìn cái tên này là mấy anh em nhận biết được là cái tên của server Việt Nam mình. Tại vì trong đây nó hạn chế được bao nhiêu ký tự thôi, cho nên mấy anh em phải lựa là ví dụ là ít nhất là khoảng chỉ tối đa là 5 ký tự thôi. Một là sinh nhật 2 tuổi, hoặc là Việt Nam One Bên Men, One Bên Men Việt Nam, hoặc là Việt Nam 2T. Đó thì mấy anh em sẽ, tôi sẽ làm một cái bài post và mấy anh em sẽ vote ở trên đó, và tôi lấy theo cái phiếu số đông nhất ở trên tôi trang cộng đồng ở trên YouTube. Ok, thống nhất như vậy. Đây, để cho cái tên ý nghĩa, tại vì mình sẽ ăn cái sự kiện này qua tới ngày lễ 2 tháng 9. Sau khi kết thúc sự kiện sinh nhật One Bên Men và tiếp theo đó là sự kiện ngày lễ 2 tháng 9. Đấy, là một trong những cái chuỗi sự kiện quan trọng, và sự kiện trung thu này là một cái sự kiện kéo dài cho đến hết năm. Mấy anh em xin nhớ là cái tháng 9 này là cái giai đoạn nước rút của game, là một cái giai đoạn hay nhất để đánh dấu cái thời kỳ cơ mật, và nó cũng là ý nghĩa với tôi nha. Bản thân nó như tôi lúc trước là tại sao tôi tự dành hết cái phần tiền này, tiền nó không bao nhiêu, nó chỉ được có 1 triệu mấy thôi. Cái tiền YouTube rút về là 100 đô thì nó chỉ rút về còn có 1 triệu mấy thôi. Nhưng mà tôi vẫn chích cái số tiền nó ra làm không phải là mục đích để câu view gì. Tại vì cái sự kiện tháng 8 năm 2021 là một trong cái đợt dịch Covid nặng nhất ở server Việt Nam, ở đất nước Việt Nam mình bị gánh chịu. Ở thành phố Hồ Chí Minh là tôi bị lock out, rồi bạn bè tôi bị mất, rồi đồng nghiệp tôi chết, là mấy anh em có người thân trong gia đình. Trong đây tôi chia sẻ nó buồn luôn, là đợt đó là con game này nó cứu vớt cho tôi rất là nhiều. Lúc đó tôi không biết chơi game nào để tôi giải chết, và khi mà tôi chơi cái game này để coi như là qua cái mùa dịch thôi. Cái nhờ con game này mà tôi có nói chuyện, hay là lúc đó tại vì tôi nghĩ con game Thế Giới Hồn Mỹ, và khi mà tôi chơi Liên Minh, cứ chơi Liên Minh là càng bị ức chế. Thì chơi con game này là một trong những game gacha gần như tôi chơi đầu trong năm 2021, và tôi cảm thấy thoải mái khi tôi chơi game này, và tôi quen biết nhiều người, tôi xây dựng cộng đồng, và tôi làm YouTube cho tới bây giờ tôi phát triển được. Thì gần như là cái sự kiện này gọi là sự kiện tri ân đối với tôi, sự kiện tri ân của bản thân tôi dành cho mấy anh em chơi và những anh em mà đồng hành cùng tôi trong cái tháng 8 tháng dịch đó, và những người giúp đỡ tôi trong cái thời kỳ dịch. Đấy, cái tháng 8 này đối với tôi là một người ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, là chịu cái cây dịch rất là nặng, cực kỳ nặng luôn. Cho nên là cái tháng 8 đó năm 2021, và cũng là cái tháng mà game ra mắt cái thời điểm đó, là nên trong tôi chọn tháng 8 là cái thời điểm ý nghĩa nhất để tôi làm cái giveaway này để cho mấy anh em tham gia. Và khi mà đã làm thì là vừa sự kiện sinh nhật game, vừa sự kiện kỷ niệm 2 năm, một trong những kỷ niệm năm tháng 8 năm 2021, là một trong sự kiện mà Covid lớn nhất, là gần như là tri ân cho server luôn, đã ra một con game cực kỳ hay và nhiều. Và tôi đánh giá bộ phim này là tôi rất là thích cái tựa game và cái tựa phim này khi mà về server Việt Nam. Ok, đấy thì thể thức thì tôi chốt lại là tham gia là toàn bộ mấy anh em sẽ tham gia bên Discord. Từ thông tin tin tức gì tôi post bên Discord, mấy anh em không biết, mấy anh em nhắn tin Facebook là tôi không trả lời nha, chốt. Cái thứ hai nữa là form đăng ký thì mấy anh em sẽ đăng ký qua Google. Cái form đăng ký Google tôi sẽ gửi link cho mỗi buổi live. Và đầu tiên là tuần này sẽ là giveaway ad bên CVC. Tiếp theo nữa là trong tuần sẽ có sự kiện là giveaway ad, là sẽ là quay mã số là ad là 20, ad 20, kẹt 20, kẹt 50 và kẹt 100. Rồi, tiếp theo nữa là sự kiện phần quà lớn, thì sự kiện phần quà lớn là sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 9 là ngày sinh nhật tôi. Đấy, rồi còn sự kiện ngày 18 thì hôm đó sẽ, nếu mà có được cái tiền nó về kịp á, tiền của YouTube nó đủ 100 đô nó về kịp á, thì tôi sẽ có một cái gọi là gửi cái kẹt lớn, là cái kẹt 200 nghìn cho mấy anh em nào trúng trong cái sự kiện đó, là tôi kéo dài. Tuy nó không bao nhiêu nhưng mà có cái phần thưởng để cho mấy anh em tham gia từ đây cho tới hết sự kiện sinh nhật. Đấy, ok, là chốt như vậy. Thể thức là mấy anh em hiểu nha. Còn cái 4 cái ký tự hoặc 5 cái ký tự trước cái tên thì tôi sẽ ghi lên trên cho cộng server, và cái ký tự này viết hoa nha, nhớ nha, là phải viết hoa nha. Tại vì cái chữ Việt Nam mà bắt buộc phải viết hoa, là mấy anh em ký tự đặc biệt này là một trong những cái ký tự mấy anh em để ở tên trước tên giùm tôi. Tại vì khi mà lần đầu tiên đây là ở trong cái sự kiện gần đây nhất là của cộng đồng server Việt Nam mình, cộng đồng chơi game server Việt Nam mình, là cái sự kiện Reddit ở trên Anh Độ Messi, là Việt Nam mình đã có một bức hình dân tộc ở trên tham gia Reddit, thì hầu như mấy anh em nào cũng biết về cái sự kiện bức hình đó rồi, rất là nổi ở bên cộng đồng PC Gaming. Thì ít ra thì sau khi đó là khi mà tôi làm, tôi thấy nảy ra một ý tưởng như vậy, thì ít ra là một cái, mình là server mình chơi 2 năm rồi, tuy cái game nó chỉ là một cái game offline thôi, một đông gần như một cái game mà dạng như là chỉ chơi trong cộng đồng nhỏ của mình thôi, chỉ có 1.000, 2.000 người hoặc là 3.000 người hoặc là bao nhiêu thôi, nhưng mà mình đã có cộng đồng với số người nó cũng nhiều. Thì và trong đây cũng có người lớn cũng có, và người chuẩn bị đủ 18 tuổi cũng có, thì mình nhận thức được
tôi làm cái kênh YouTube này là tôi muốn xây dựng theo kiểu phát triển cộng đồng. Không chơi game này thì chúng ta chơi game khác, là xây dựng cộng đồng, chứ không phải là cứ tôi làm cái kênh này ra để kiếm tiền hay là nhằm mục đích gì khác. Ok, vẫn là vui là chính và tôi xây dựng cộng đồng. Thì cho nên là khi mà mấy anh em tham gia sự kiện, nhớ nha, đúng luật. Nhớ nha, điều đầu tiên là đã tham gia cuộc chơi là phải đúng luật. Cái thứ hai, tham gia tử tế. Cái thứ ba nữa là tham gia hết mình. Tuy cái số tiền nó không nhiều, cái số tiền nó không nhiều thiệt, nó là chỉ có 20, 50, 100 hay 200, đối với mấy anh em nó không nhiều. Nhưng mà đối với tôi nó là cái tiền mà tôi bỏ ra thời gian nè, công sức nè, để tôi làm những YouTube và tôi được bật quảng cáo, tôi kiếm tiền, gần như tôi chích hết là thời gian đó cho mấy anh em, để cho mấy anh em tổ chức một cái sự kiện chơi cho mấy ngày sinh nhật. Đấy, thì cái tên này là cái tự này thì tôi sẽ cho mấy anh em post sau. Thì bản thân tôi sẽ là người thông báo trước để cho mấy anh em chuẩn bị cái tên hoặc là thông báo cho phù hợp và vote cộng đồng. Cái này là phải là để cho cộng đồng chọn là cái ký tự nào nó phù hợp nhất. Là cộng đồng chơi game thì cộng đồng là hiện giờ là One Bin Man, thì mấy anh em sẽ vote cái nào cao nhất là sẽ post trên trang YouTube và tôi sẽ gửi link cho mấy anh em bình chọn. Ok ha. Đó là chốt lại nhờ như vậy. Và chúng ta bây giờ là sẽ coi chiến khu và chút nữa tôi sẽ review cái ạc mà giveaway bên CVC vào chủ nhật tuần tới. Ok. Đấy. Chốt nha, chốt vậy nha. Rồi tôi sẽ đăng cái bài này vào ngày mai.